Thưa quý vị và các bạn, với những lời giới thiệu như cây tỉa đô, nữ hoàng của các loại hạt khô, cây maca đang trở thành tâm điểm chú ý ở các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên, hiệu quả thực chất của loại cây này tới đâu và đầu ra như thế nào, tiềm năng thị trường ra sao thì chưa rõ. Một thị trường an toàn và minh bạch đúng với tiềm năng của loại cây này là mong mỏi của nhiều bà con nông dân. Phóng sự do nhóm phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam thực hiện tại tỉnh Gia Lai. Vườn maca của gia đình ông Ngô Văn Xá ở thôn Hà Lòng, xã Cờ Đang, trồng đã được 3 năm rồi. Gần 350 cây giống maca đưa vào trồng là của dự án khảo nghiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua sự chuyển giao của Trung tâm Khuyến nông tỉnh. Một số cây trong vườn bắt đầu ra hoa đậu quả. Tuy vườn maca sinh trưởng và phát triển tương đối tốt, nhưng 3 năm qua, chưa có cơ sở nào trên địa bàn đăng ký thu mua. Việc không có thông tin cụ thể gì về đầu ra cho sản phẩm, điều này khiến ông Xá rất lo lắng. Để tránh bị trắng tay trong trường hợp cây maca thất bại, ông Xá đem trồng thêm cây cà phê vào vườn maca, phá vỡ cam kết khi nhận đầu tư của dự án. Bắt đầu năm nay trở lên là bắt đầu hay nọ là mới bắt đầu ra bỏi. Thì trong cỡ 5-7 năm nữa thì những cái đầu vào như thế nào thì mình không biết, đừng lo âu. Giống như gia đình ông Xá, hơn 70 hộ gia đình khác ở 5 huyện gồm Đắk Đoa, Chư Pa, Cờ Pang, Chư Sê và Chư Pư tham gia trồng cây maca theo dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tổng diện tích khoảng 60 ha. Trên toàn bộ diện tích này chưa có vườn cây nào cho thu hoạch. Rải rác một số vườn mới có cây có quả bói vào năm nay. Số nông dân trồng maca làm mô hình thí điểm theo dự án đều có chung một suy nghĩ, đó là lo lắng về đầu ra của sản phẩm. Tại tỉnh Gia Lai, cùng với những nông dân trồng maca theo dự án, có một bộ phận nông dân đã tự phát trồng loại cây này. Tuy nhiên, một số hộ phải chặt bỏ một phần do mua phải giống kém chất lượng. Sau 6 đến 7 năm, cây không cho quả hoặc cho quả ít, quả nhỏ. Cái cây giống thì thực ra cái cây xấu ấy, mà chúng tôi trồng năm nay là năm thu năm thứ 3 rồi. Cái cây xấu nó có quả, nhưng nó ít, nó thưa, chùm nó không đẫy, quả nó không to. Đấy, chất lượng hạt không lớn, không đạt. Thế và nếu như với một cái người mà họ ươm cây giống mà họ chỉ cần không có tâm thôi thì to bé gì đó là họ gom hết. Thế và họ về họ ươm giống thì rõ ràng cái chất lượng cây giống nó không tốt. Đối với tỉnh Gia Lai, cây maca hiện chưa được đưa vào quy hoạch, đang trong giai đoạn cho trồng thử nghiệm. Do đó các địa phương trong tỉnh vẫn thận trọng khi trồng loại cây này. Thì thực tế mà nói thì đây cũng là một trong những cái mà chúng tôi cũng đã mới đang nghiên cứu và đưa vào trồng khảo nghiệm. Do đó thì cũng chưa biết được cái kết quả nó như thế nào, có phù hợp hay là cái mức độ thích nghi của nó ra sao. Thì trước mắt thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nên sẽ trước khi mà đưa vào trồng thì cũng phải tìm hiểu kỹ và xác định được nên trồng ở vùng nào cho nó phù hợp và cái loại đất. Tốt hơn hết là chúng ta nên trồng ít để mà chúng ta khảo nghiệm. Theo các nhà chuyên môn, cây maca được đánh giá là có tiềm năng về thị trường. Minh chứng là đầu tháng 2 vừa qua tại tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo chiến lược phát triển cây maca tại Tây Nguyên. Tuy nhiên, thị trường cụ thể tại từng địa phương hiện nay chưa rõ ràng. Điều cần thiết bây giờ là xây dựng, phát triển các điểm thu mua, cơ sở sản xuất, chế biến trước khi đưa cây maca ra trồng đại trà. Cùng với đó là quan tâm quản lý giống cây nhằm tránh những rủi ro cho người nông dân. Hai cái thách thức mà cái này là thách thức chung cho maca. Thì cái thách thức thứ nhất là quản lý làm sao để cái nguồn giống nó ra đảm bảo chất lượng. Chứ còn giống hiện nay thì rất nhiều cơ sở bán, mà cây maca này là cây thụ phấn chéo, giống nó phân ly nhiều, nếu quản lý không tốt thì sau này nó không đạt hiệu quả. Maca là cây thu hoạch đến cả 6-70 năm sau cơ. Thế thì cái nguồn giống thì theo chúng tôi hiện nay có hai cái nguồn có thể yên tâm được. Thứ nhất là cái nguồn có Bộ Nông nghiệp từ Ba Vì, Hà Tây. Thứ hai là cái nguồn mà Viện Nông nghiệp Tây Nguyên đưa vào Đắk Lắk trồng khảo nghiệm. Thì hai cái nguồn giống xuất phát từ hai địa chỉ này thì nông dân có thể yên tâm. Chứ còn những nguồn khác thì cũng phải tính toán làm sao cho nó thận trọng. Cái thách thức thứ hai á thì phải có doanh nghiệp tham gia đầu tư chế biến tiêu thụ sản phẩm, bởi vì ta sản xuất cho thị trường, theo thị trường. Maca, loại cây được gắn với cái tên cây tỷ đô, đã có ở trên đất Gia Lai được 6 năm. Thế nhưng hiệu quả kinh tế của loại cây này vẫn chưa hiện hữu. Trong khi đó, nguồn giống cung ứng cho nông dân chưa được thông tin cụ thể về nguồn gốc